Hello chào mọi người, chào các bạn thông qua đại kênh Summer Vlog nha. Thì mọi người có nhớ cái nơi mà bụi tre mình mà cái ngôi mộ của đứa bé 3 tuổi không mọi người? Thì cái nơi đó mình nói chung lúc trước đó, mình là đến đó mình quay mấy lần rồi, nói chung cũng rất là linh. Và hôm nay á, thì lúc trước giờ mình chưa có đề cập với mọi người một cái câu chuyện này. Thì cái chỗ bụi tre đó, cặp bụi tre đó phía trong chút xíu là có một căn nhà bỏ hoang. Căn nhà nó nghe nói là nhiều người ta gặp ma rồi, mà chủ nhà cũng dám ở luôn rồi, bỏ qua rất là lâu rồi. Nhưng mà mình thì không vô, không phải là sợ ma không vô, mà tại vì có người giống như là dòng họ ta coi chừng mọi người, mà mình cũng chả biết là có mở cửa hay không, cũng như là không biết đóng cửa hay không, vô được hay không. Thì hôm nay mình nói chung thì mình không chuẩn bị gì nhiều, mình chuẩn bị đèn cày với chút bánh nhang thôi. Sẵn hôm nay mình ra ngoài mình nghe con mỗi đứa bé đó, rồi mình cúng đứa bé đi, đặt camera một chút xíu gì đó, rồi mình sẽ đi vào mình sẽ đi đến cái gần căn nhà đó xem thử coi có vào được hay không nha, và cũng như là review cảnh bên ngoài cái căn nhà thế nào. Thì hiện tại bây giờ phía đằng sau nhà nó có cái nhà nó hát nhạc gầm hoài luôn, à mình không biết có quay được hay không nữa, đôi khi sợ bản quyền thì nọ khá là ấy mọi người. Nhạc mình hát nhạc đùng đùng nửa đêm nữa, mà cái nhà nó hát hoài giống như khùng vậy. Cái nhà đó giống như là từ lúc Tết tới giờ, Tết qua Tết ngày nào cũng hát nhạc tới sáng, từ đầu đêm nữa, cả ngày trong đêm hát nhạc gầm như đám cưới vô rồi, rất là bức xúc. Thì nếu mà thì theo mà sớm mình là chắc cái nhà nó không còn cái nóc ở nữa, hát nhạc như này. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đó. Thì mình nhắc trước nha, nếu mà nhạc lớn quá hoặc là bị bản quyền, mình sẽ lồng nhạc vô nghe, mình sẽ lồng âm thanh khác vào, có nghĩa là lồng một tiếng đờn nhạc gì vô đó cho nó clip cái phần nhạc ở ngoài đi, để nó không, mình bị bản quyền mình không có đăng video được, mọi người thông cảm nha. Mọi người nghe rõ không? Nó nghe gạnh luôn. Ok, quay camera đi mọi người. Quá trời nhạc luôn rồi, mọi người thấy nghe không? Chắc cái này có phải là mình lấy hình không lấy tiếng luôn á. Bực bội. Nhạc đông đùng. Đó, mọi người nghe rõ ràng không? Cái căn nhà này nè mọi người, phía sau này nè, phía sau này là con một đứa bé 3 tuổi nha, còn ngôi nhà là cái nhà bỏ hoang rồi nè đó. Quá trời rồi, mà nghe nhạc quá lớn rồi, trong camera cái kê lớn lắm, quả chưởng.
mọi người, thì rất là cáo lỗi với mọi người là clip này mình không để cái âm thanh gốc cho mọi người nghe được. Hiện tại mọi người nghe rõ không? Nhạc rất là lớn, ở gần chỗ đó rất là lớn, nhạc không nghe được, mình không thể để được. Thì có lẽ mình sẽ chèn âm thanh khác vào nha. Phải là nhạc của YouTube thì sẽ không bản quyền. Tiếng gì vậy? Không biết ở đâu nữa, giống như tiếng đứa nít. Mà đóng về hết nghe. Không nghe ta. Ok, mình mới nghe tiếng đứa nít. Khóc hay cười gì đó mình không nghe rõ nữa. Ok, thì giờ mình sẽ kết thúc video tại đây, mình đi về nha mọi người. Mình rất là bực bội cái âm thanh này, cái karaoke nè. Rồi mới đây mới nghe tiếng gì, biết nít cười hay khóc gì đó, không biết là mọi người có nghe không, tại vì bên kia nhạc rất là lớn. Ok, chào mọi người, hẹn mọi người vào một clip gần nhất nha, mọi người. Chào mọi người ha, chào các bạn đã quay lại kênh Sama Vlog. Mọi người hiện tại giờ là 5 giờ sáng. Thì hồi đêm hôm á, thì mình định đột nhập ở căn nhà ma mà lần trước mình quay mọi người. Thì tập trước mình đầu video mình nói rồi, nhạc rất là lớn, không để âm thanh gốc của người xem được. Mà không hiểu tại sao có một số bạn vô cái comment tại sao lòng nhạc hoài, nghe rất là bực bội. Ngày hôm nay mọi người nè, với 5 giờ sáng là nó tắt nhạc nè, mình để âm thanh gốc cho mọi người nghe. Nếu mà không có vấn đề gì mình đâu có lộn nhạc làm gì, mà sao mà không chịu nghe tao nói, mà cứ bấm vô nhảy với bấm coi đã, tôi đã vô comment tào lao hoài. Hồi nãy mình thấy bà lão cũng khá là cao tuổi rồi, đi cầu cái cha đây nè mọi người. Mà sao tôi đi vô mất tiêu, vô cái của nhà hoang nó mất tiêu. Hồi nãy bà lão ở trong nhà hoang hay sao, già lắm rồi nha, chắc cũng khoảng 70-80 tuổi á, mà cũng còn đi được, còn đi tướng tự gầy mà khom lưng mặc bộ đồ đen. Mình ra đây mình ngồi mình chuẩn bị nói chuyện với mọi người là bà còn đứng đó nhìn mình đó. Nhưng mà mình canh hoài sau cái đường này nhìn thẳng tổng là nhìn thấy, mà sao mà không thấy bay vô, mất con khắp hết cái bụi tre này, mất tiêu quá này. 5 giờ sáng mới gặp ma không trời, bà trưởng thiệt chứ. Mọi người lắng tay, mọi người có thể nghe là tiếng gà gáy xung quanh đây rất là nhiều nha. Mọi người mặt mình cũng biết là mới ngủ dậy rồi. Hồi tối mình nằm mình đợi cho quỷ này tắt nhạc mình ra quay mà mình ngủ quên luôn. Cái ngày 5 giờ sáng mà mình ra đây, mình vô căn nhà hoang này như thế nào nha. Không thích quá. Ok, mình sẽ quay trong đây cho mọi người xem nha. Hồi nãy á, là cái bà lão ở đây cầu tiêu bên đó đó, nó thấy mình bước lên nè, bà đứng đó mà nhìn mình luôn, mà không thấy mặt nữa, lùi ra, lạ thiệt. Khi mình đi vô chỗ đường này, vô cái nhà hoang đó là mình nhìn theo cặp cái nhà hoang, không thấy bà đi vô, lạ thiệt.
Ok, bây giờ mình sẽ đi vô trong nhà đó, phải như là không phải đèn mọi người. Không phải đèn ở cái nhà, gần nhà tao thấy mình vô nhà tao nói mình. Ngựa tôi thấy nè. Năm giờ mấy sáng nhà ta còn rất là yên tĩnh, rất là ngủ êm đềm. Mà mình cái này không ngủ mà lặn lội đây quay cho mọi người xem. Thì một cái video á phải có sự cố gì đó mình mới chèn nhạc vô, hoặc là ấy, chứ không đơn không mình chèn nhạc làm gì nhất này. Mình chèn nhạc làm cái gì đây để âm thanh thực sự sướng hơn không? Mình chèn nhạc mình rất là khó chịu chứ phải dễ chịu như người nghĩ đâu. Ok, mình sẽ không nói chuyện nữa nha. Hồi tối mưa rất lớn, bị ngập sình chứ không, thấy không? Hồi nãy mà lỡ vô này không tiêu không biết. Ôi dạ. Cái chỗ này bước lên được không trời? Mình bước ngay được, mình bước vô được.
do là có người nhà cái bên thất mình không có dám để đèn. Cái nhà này khá là cũ rồi, chung một nát hết trơn rồi. Dán đi cũng giờ mình mấy cái dán giờ cũng mục thôi. Nhà cái sàn nước đó, nãy có người thức. Ok. Quay lại cho mọi người lại một nữa. Nhà nhìn cũng khá giống như phim Thái Lan nữa. Đi ra ở ngoài này mọi người thấy anh chân nha, mà trong nhà còn thứ hôi à, cứ ôm ngày mấy sáu giờ sáng tháng chân này ở trong nhà sao tối thui thấy đường biết mà không dám mở đèn là do hồi nãy lúc đó có một cái người dàn nhà người ta đánh răng rửa mặt con rồi sao biết á, mình pha đèn chúng ta có thấy người ta nói mình á. Ok thì mọi người, thì nói chung clip này thì mình chỉ khám phá đơn sơ cho người xem bên trong căn nhà này như thế nào nha. Mình thấy rất là kinh dị nha, căn nhà này rất là ghê luôn ạ. Thì nếu có dịp mình sẽ quay lại đêm nhân lực khám phá kỹ hơn và lâu hơn cho người xem nha. Ok, chào người, hẹn người một clip thêm ba người nha. Hello chào cả nhà ha. Thưa người, hiện tại giờ mình chuẩn bị đi đến căn nhà hoang, căn nhà mà lần trước qua đến mà mình
vào mà mình vào một buổi lúc 5 giờ mọi người. Thì cái này là hiện tại đang rất là mưa lớn nên mình nói chuyện có thể là mọi người khó nghe nha. Rồi không? Trời đang rất là mưa. Ok, thì nói chung thì hôm nay á mình sẽ đi vào căn nhà đó săn ma, và cũng như là săn ma trong đêm mưa. Ghê quá. Thì hôm nay á thì mình sẽ khi mà mình đi đến cái căn nhà đó mọi người, mình sẽ dùng cái camera này, dùng cái camera này mình đi trong mưa, tại cái camera này đi được trong mưa đâu mọi người. Còn mà cái camera mình đang quay á là vào nhà mình mới quay, tại camera này quay cái camera mình đang cầm tay nè, quay trong bóng tối là nó rất là tối luôn, nó không thấy đường. Thì bắt buộc mình phải cầm cái camera điện thoại theo. Khi mình vô nhà mình sẽ quay bằng camera điện thoại. Thì lần này cũng như là lần đầu tiên mình đi vào căn nhà hoang, đi mưa luôn, không biết như thế nào, chưa biết ra sao nữa. Mình thấy không, đang rất là mưa lớn. Ok, bây giờ mình không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi cái hành trình đến đó và vào căn nhà đó. Tại vì lần trước mình đến đó là có một căn nhà cạnh bên mọi người, thì người ta thích mà mình không dám bật đèn cho người xem. Thì nói chung hôm nay chắc là mưa thì người ta sẽ đóng cửa hết, thì mình có thể đó vô đó mà mình có thể pha đèn cho người xem rõ chi tiết cho căn nhà đó nha. Và cũng như là mình vào đó mình săn thì phải có cái điều gì lạ hay không mọi người, nhất là đi mưa như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ đi luôn rồi, mình sẽ đang mưa hôm nay. Hiện tại mình đang cầm camera bằng tay mọi người, nếu mà có lắc thì mọi người thông cảm nha. Thì trời đang mưa mà nó đứng ngoài cái đĩa đâu rồi. Thì nói chung thì cái căn nhà này á cách cái chỗ mình đang ở cũng có xa mấy, rất là gần rồi thôi nè. Mọi người thấy cái mấy nhà không? Trời ơi, cái này mưa ầm, chúng ta cũng có hát nhạc nữa hả? Ok, giờ để mình lẹ qua cái nhà đó rồi. Trong cái nhà rồi mình sẽ quay camera kia cho người thấy rõ nha. Cái camera hiện tại mình cầm trên tay rất nhẹp hết trơn nè. Mình tại mình đang cố gắng cầm làm sao cho mình nó lắc. Cái căn nhà này là nói chung là mình đi là nói chung là vợ mình không có đi mọi người, tại nó biết rõ về căn nhà này rất là ghê.
rồi lao vô nhà. Mình lấy camera kia ra cho mọi người thấy rõ nha. Rồi, chuyển camera này mọi người thấy rõ hơn rồi đó. Cái nhà rất là ghê luôn, thiệt chứ. Lần đầu tiên mà mình vô nhà hoang mà mình thấy cái nhà ghê gớm vậy luôn. Một nát hết trơn, giống như phim kinh dị Thái Lan luôn rồi. Này có tá bùa nè mọi người thấy bên đây cái dách đó không? Mấy cái dách này nè, có tấm bùa nè. Dán bùa ngoài cửa sổ. Góc đó là góc cửa sổ. Và có một tờ bùa đó. Không biết đi ra đó được không? Sợ dán nó sập, sợ cây mục đó mọi người. Cái xìu à, nó tự có lá bùa máng đó đó.
cửa, cái cửa nghiêng rớt xuống luôn, ghê quá. Nhà cửa này ghê quá. Thì nếu các bạn muốn biết rõ về câu chuyện về căn nhà này thì mọi người hãy đợi cuối video ha. Cuối video mình sẽ về nhà rồi mình sẽ kể cho mọi người nghe về nguồn gốc căn nhà này nha mọi người. Trời hiện tại đang mưa. Đèn thử có gì không? Căn nhà nó mục nát cái mức độ là đụng đâu là ngã đó mọi người. Dưới gầm giường có gì không biết. Mình đảo không phải thử cái bên nhà ngoài trước cái nữa. Cửa nó mở được không ta? Cửa nó mở được luôn mọi người. Mở ra cái này luôn. Tại sao đồ đạc lại ghê như thế này nè, đồ đạc lại liên miên thế này ghê mọi người. Nhà kinh khủng khiếp thiệt chứ.
đâu có dòng chữ gì hết. Xuất cũng gãy luôn. Ok, thì giờ mình sẽ đi về, và cũng như là sẽ vào nhà rồi đó, mình sẽ kể cho bà nghe rõ về nguồn gốc của nhà này nha mọi người. Tôi có cảm giác như ngôi nhà thấy vui rồi. Hồi nãy mà tại mình nói á, lúc mình ngồi á, mình cảm nhận được là miếng dán dưới chân mình nó nhúc nhích, nó nhẹ tôi rồi, giống như là có ai bước gần tới mình. Thật sự là cảm giác rất là rõ ràng luôn. Nhưng mà mình không nói là lý do là hiện tại đang trong căn nhà đó, nên mình không muốn nói. Mình sợ mình nói ra thì giống như là mình tự hù mình, cho mà tự mình sợ thôi. Nên mình cố gắng mình không nói để cho mình bình tĩnh. Nếu mà nói ra thì mình có lẽ là có cảm giác rất là sợ luôn á. Trời đêm mưa ở ngoài nơi đây á, em có cảm giác rất là lạnh lẽo luôn rồi. Trong con ra mọi người, trong gia này mọi người không thể thấy được, đây đâu đó căn nhà kế bên nè, mọi người không thể thấy được. Ok, bây giờ mình sẽ tạm tắt camera vô trong nhà và mình sẽ kể cho mọi người nghe nha. Mọi người ơi, thì cái căn nhà đó ngày trước á là có hai chồng ở. Bây giờ cái căn nhà này á là nói chung vì theo mình biết á là căn nhà có 7. Thì thời trước lúc mà mình nghe nói nha, không phải đúng hay không nha. Mình nghe nói là vợ của ông Bảy lúc trước á có mang thai rồi đứa con gái mà bị chết trong bụng luôn mọi người. Thì sau này á, khi mà về ở với ông Bảy rồi á, thì mỗi khi á mà bà Bảy là ngủ chung với ông Bảy, hoặc là nói chung là vợ chồng, mọi người hiểu rồi, là đứa bé đó là cái người con gái đó theo mẹ, theo người bà Bảy á, tới lớn luôn rồi. Là lúc đứa bé mắc ở trong bụng còn nhỏ nha, mà khi mấy năm sau là đứa bé bự luôn. Nằm mơ thấy đứa bé đó không cho bà Bảy là gần ông Bảy. Rồi sau này á, khi mà về bắn nhiều thời gian rất là lâu á, thì bà Bảy
mất đi. Bà Bảy mất đi rồi phải không? Thì ông Bảy á, ông lúc đó là ông năm đó ông khoảng 70 tuổi rồi, 70 ngoài tuổi rồi. Nhưng mà ông vẫn muốn có vợ. Thì người ta khuyên là bây giờ vợ mới mất thì khoan hả, cứ vợ khác. Thì để khoảng đúng 100 ngày đi, rồi lúc đó hả cứ vợ nữa. Nhưng mà ông Bảy không chịu. Ông Bảy không chịu, ông cưới liền. Rồi ở không biết được bao lâu. Nhưng mà đến khi ông Bảy mất á, thì cái người vợ sau á mới bỏ về về nhà ở. Thì căn nhà này đọc bỏ hoang từ đó tới giờ cũng khá là lâu rồi. Lâu lâu á, thì có con cháu về thăm nhà rồi cũng đi một hai bữa cũng đi. Nhưng mà thời gian gần đây thì không đứa nào về nữa, tại căn nhà nó quá mục nát và cũ kỹ, và cũng như là không kém phần ghê gợn mọi người. Thì câu chuyện này á, mình chỉ để gắn gọn cho người nghe thôi, chứ thật chắc cái cốt truyện thế nào á, thì mình cũng không rõ, tại á, cái người trong cuộc đã mất rồi. Thì ok, thì hôm nay á, là mình nói chung là liều luôn á, chơi liều để đi vào con nhà đó vào đêm mưa, xem cái sự sợ hãi như thế nào mọi người. Thì lúc mà trời không mưa mình đi á, mình cũng rất là sợ hãi, nhưng mà vào căn nhà này vào đi mưa còn ghê gớm hơn nữa. Cái này hơn là đêm trong căn nhà hoang gì. Phải đặt cái tiêu đề, biết đặt tiêu đề là phải đặt tiêu đề là đi mưa trong căn nhà hoang, căn nhà ma. Nói chung là căn nhà đó ai cũng là có ma chứ, thì đặt căn nhà ma luôn. Ok, thì nói chung thì clip này mình chủ yếu là vào đó quay cho người xem như thế nào đi mưa thôi nha, chứ không có đặt camera được, tại vì mình không có thời gian, với lại mình cũng ngại khi người ta thấy, gần nhà người ta thấy mình rất là ngại. Ok, thì ở trong clip này mình sẽ mang tính chất săn ma. Ok, thì mọi người ủng hộ mình hãy like và subscribe kênh, đừng quên chia sẻ cùng bạn xem nha. Và đặc biệt hơn nữa thì đầu video mình có quay cho các bạn một clip về cái miếng đất mình đang cắt nhà mọi người. Thì hiện tại giờ mình đang thiếu tiền để cắt căn nhà cho vợ ở, nhưng vợ con ở. Thì mình rất là mong được cô chú anh chị các bạn ủng hộ tài chính để mình có đủ tiền để cắt căn nhà mọi người. Thì rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, chào mọi người ha, hẹn mọi người vào một clip gần nhất. Bye bye mọi người nha. Hello chào mọi người. Chào cô chú anh chị bạn qua kênh Săn Ma Vlog nha. Thưa mọi người, thì hiện tại bây giờ là khoảng 2 giờ sáng. Giờ hôm nay là mình định đến căn nhà hoang đặt camera như thế nào nha. Nhưng mà hôm nay mình đang bị cảm mọi người. Mình đang bị cảm cúm. Nó đã đỡ rồi. Hai ngày nay bị cảm. Thì vào tầm giờ này á, thì là một thời gian khá là hơi thuận lợi, như mình đến đó mình quay mọi người. Tại khung giờ này là mọi người ngủ rất là say. Thì mình có thể để đèn sáng cũng như là đặt camera được lâu. Thì ở tầm cái giờ này thì ít có người đến, ít có người đi qua lại ở đây. Thì mình dễ thuận tiện trong công việc của mình nha mọi người. Thì ok, thì hôm nay mình sẽ đến đó và tìm một góc nào đó đặt camera xem có điều gì hay không. Nhưng căn nhà này ghê thiệt mọi người, căn nhà hoa này rất là ghê luôn.
Ok, bây giờ mình sẽ đi đến đó và cũng như là tìm một góc đặt camera thử anh em ơi, có bắt gặp được cái gì hay không nha. Thì mình thì đang bệnh nhưng mà mình cũng gắng đi quay cho người xem ha. Những người thương người hãy đăng ký ủng hộ mình nha. Ok, đi. Mặt trăng nó lên rồi bị mây che rồi, thấy không, nhìn ghê không. Mình đi quay lúc sớm khoảng 12 giờ 11 giờ gì đó, nhưng mà do mưa với lại bị nhạc nữa, ông nội nó hát nhạc hả, nhưng mà mới ngủ giấc nhất là 2 giờ sáng. Đặc ý cho mình biết có sao không nữa, đang bệnh luôn người.
mà ngã trên trời. Này trong này có gì mọi người? Cái sọt nhúng nhất cái gì em mà
Nhà này ghê thiệt luôn rồi. Nãy mình đi ra cái ghế lăn theo mình mới ghê á. Nãy mình đi ra cái ghế lăn cũng dò mình luôn. Hình như có ai làm đi. Hình như có cái sức mạnh tâm linh gì đó khiến cho cái ghế văng cái dò lên mọi người. Văng cái dò mình cho dội ngược ra. Nhìn nè, cháu đây mọi người nha. Bị bệnh đó. Giờ này cũng khoảng tầm 2-3 giờ đó mọi người. Ok. Thì rất cảm ơn mọi người đã xem đến cái phút này nha. Đừng quên like và subscribe, đăng ký kênh theo dõi. Comment những ý kiến ở phía dưới nha mọi người. Hãy chia sẻ cùng bạn bè khác cùng xem, ủng hộ kênh nha mọi người. Ok, chào mọi người, hẹn mọi người vào một clip gần nhất. Bye mọi người nha. Sao mỗi lần mình đến căn nhà này mình có cảm giác đó, kỳ bí với mình đó. Nó rùng rợn làm sao đâu mọi người. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng chú chị và bạn đây quay lại kênh Sơn Ma Vlog nha. Thì như là hứa mình ở tập trước thì tập này mình sẽ tiếp tục đến căn nhà đó. Thì tập trước thì mình rất là vui khi được mọi người, các bạn và cô chú anh chị ủng hộ và đón nhận video này ha. Thì hôm nay mình sẽ quyết định đến đó một lần nữa. Và hôm nay mình định đặt camera một cái góc khác. Góc như video lần trước thì mình đặt trong bếp ha. Còn hôm nay mình sẽ đặt vào cái nhà trước đó, cái nơi bằng cái nơi gần cái chỗ bàn thờ á. Nhưng mà mình không biết được là cái nơi đó đặt cái camera nó có cái cảnh nó có lấy được hết hay không. Đôi khi mình sợ mình đặt gần quá đó, cái khung ảnh nó bị giống như nó gần quá đi, không có thể nào nhìn xa được. Nhưng mọi thứ nó quá là gần rồi à, mọi người không thấy được toàn cảnh, mọi người chỉ thấy được góc nhỏ thôi. Mình chưa chắc là đặt được hay không. Khi mình vào đó mình để camera xuống thử rồi mình mới quyết định được nha mọi người. Thì tại giấc này tầm khoảng à 2 giờ mọi người ơi, bị ngược vậy. 1:53 nha mọi người. Thì lần trước mình đến vào khoảng 2:00 thì lần này mình quyết định cũng đến khoảng tầm gì đó luôn. Thì hôm nay mình cố tình, lần trước là mình vô tình mình đi, giật mình vô tình. Còn hôm nay là mình cố tình báo thức vào lúc 1:30 sáng để mình sửa soạn này nọ, rằng ra gần 2 giờ. Thì bây giờ đi đến đó coi hôm nay có thu hoạch được cái gì không nha mọi người. Bữa nay vẫn chưa hết bệnh.
Bệnh này là chích ba đi, chích ba đi, chích thuốc ba mũi luôn rồi. Chích ba mũi thuốc chưa hết bệnh nữa. Còn gạt mũi nóng hoài. Ok, không để mọi người chờ lâu nữa. Bây giờ mình sẽ tiến hành đến đó và thử như là hôm nay coi có được gì không. Thì mọi người đừng quên like và subscribe kênh, chia sẻ và mời các bạn bè khác cùng xem nha. Ủng hộ tinh thần cho mình nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đi. Bữa nay trang bị thuốc rồi mọi người. Chỗ này cái đây cảm giác là phê luôn. Sao mỗi lần mình đến căn nhà này mình có cảm giác nó kỳ bí, nó như rùng rợn làm sao đâu mọi người. Người mộ đối với 3 tuổi nhỏ đó. Đó mọi người thấy không? Đó người mộ đối với 3 tuổi đó. Bây giờ mình đi vô cửa trước đi. Mở cửa đi, mình không vô không. Như vậy trời. Mình đi vô cửa trước đi.
chào, vô mình chào chủ nhà trước. Lại chủ nhà trước. Ủa, hôm qua cái ghế nằm đây mà ta. Đóng tiêu rồi. Cái vỏ nó ngã rồi, cái cửa đóng lại rồi, sao vậy, nó mở nguyên trời. Cái ghế nó bị nguyên cho cũ luôn rồi. Lá bùa rồi, người thấy không? Lá bùa nè. Cái lá bùa. Lá bùa treo đó. Đặt con ở góc này quay đây thử coi. Nghe thấy không? Đặt cam cái góc này quay đây nó bị hẹp nè, nghe thấy không? Thấy cái tủ không? Không thấy gì hết á. Chứ đặt ở trong nữa quá. Không gian nó ngắn quá. Một cái ghế này nằm giữa đường rồi, mình đi khi mình đi về nó bay vô giò mình nè. Mà sao hôm nay nằm ở đây cũ, cái vỏ này hôm qua nó ngã rồi nè, mà sao hôm nay vẫn đứng lại nguyên. Cái cửa này hôm qua nó đóng lại rồi nè, mà nó đã mở nữa luôn rồi, lạ đời chưa. Nhà như thế này nè, vậy mà cũng có người cầm mình nói còn người ở đó mọi người. Tôi biết họ nghĩ sao á, nhà thế này đây mà nhà. Có người hỏi, có người bảo là còn người có người ở trong đây. Không biết ai ở đây. Cái giường sập mẹ đó nè. Giường sập mẹ vậy có ai ở. Mà ở quỷ ở cho ai ở. Cái nhà này là nằm cặp cái đĩa nha mọi người. Ok, lấy ghế. Bắt đầu nhiễu sóng rồi đó.
tiếng gì trời. Tiếng gì? Ok, để mình đi đóng, mình lấy nhang cái đèn ra. Rồi. Dạ. Mình đóng mình đây, mình cắm cái đèn cầy, người thấy chưa? Bây giờ mình sẽ đến đó đốt đèn cầy. Khi mình đốt đèn cầy xong là mình sẽ đi ra ngoài luôn nha mọi người. Mình lại không lại camera nữa nha. Đi ra ngoài khoảng 10, 25 phút gì đó mình đóng vô lại. Xem hôm nay có gì nữa hay không nha.
Hôm nay làm thấy như cái vỏ không à. Mọi thứ vẫn bình thường. Hôm như nay có vỏ ngã không à. Chỗ này mình thấy không? Bị nhiễu sóng kia gớm chưa?
Bây giờ tiếng gì? Nghe tiếng gì mà nghe tiếng gì á? Nhưng mình nói nghe gì đi khỏi nhà tao, đi ngay khỏi nhà tao cái gì á, gì ghê vậy, không biết mình có nghe không à. Ok, đi ra ngoài mọi người. Cửa ngã luôn. Ok mọi người, thì hôm nay mình thấy những cái hiện tượng thì mình thấy chỉ có cái vỏ nè, cái ngã nè, và những cái cánh cửa tủ bằng gỗ thì nó cũng khép lại. Và hôm nay đặc biệt là mình nghe một cái tiếng âm thanh gì lạ lắm, giống như của người đàn ông, hình như là đi ra khỏi nhà tao mà nghe, mình nghe không được rõ lắm, nhắc lẹ nó thì nhắc lẹ. Thì ok, thì giờ này tầm khoảng 3 giờ sáng mọi người. Thì ok, thì thương người thương người hãy đăng ký kênh, like và share ủng hộ mọi người, đừng quên giới thiệu cùng bạn bè khác cùng xem nha. Ok, chào mọi người, hẹn mọi người vào một cái gần nhất của mọi người nha.